New một cái frame. Mình để là sổ số. Sổ số. Ở đây mình sẽ có một nút, hai nút. Nút này mình để bắt đầu, nút này mình để dừng. Edit. Bắt đầu. Dừng. Hoặc là kết thúc. Bắt đầu và kết thúc. Cho hai bạn này size lớn tí xíu. Cho 18 đi, nút nhìn cho nó dễ nhìn. Pull lên. Rồi. Chúng ta sẽ có các cái label để chúng ta chứa cái số hàng chục, hàng trăm, hàng đơn vị. Cũng 18 luôn, in đậm luôn. Cái này chúng ta để là số 1. Center. Số thứ nhất. Background. Mình cho cái màu background màu xám xám một tí. Nhìn cho nó dễ nhìn. Nó phân biệt tí. Background. Control D. Để qua đây. Số 2. Control D. Để qua đây. Số 3. Số 2. Số 3. Rồi đặt biến cho nó. Cái này LBL số 3. LBL số 2. Số 1. Pattern này BTN bắt đầu. BTN kết thúc. Bắt đầu mình sẽ cho cái số 1 này nó sẽ chạy random. Chạy random từ 1 đến 10. Ý tưởng của mình hôm trước. Nó sẽ random từ 1 đến 10. Vậy ở chỗ này chúng ta sẽ tạo cái T1 này nó sẽ bằng new thread. New thread. Và ở trong này chúng ta sẽ T1 T1, T1 có chưa? À, chưa. Ở chỗ này T1, T2, T3. Mình sẽ khởi tạo 3 cái thread ngay ở phía trên cục bộ. Rồi, ở dưới này chỗ này chúng ta sẽ nặc danh. Nặc danh bằng cách là bạn new cái renewable. New cái renewable. Và bạn sẽ khai báo nó là một cái run ở bên trong. Renewable. Rồi.
chú ý cái cấu trúc chỗ này nè. Chú ý cấu trúc chỗ này. Bạn nêu một cái trade nè. Chú ý cấu trúc nè, cái cách viết nha. Đây. Bạn nêu trade bình thường thì bạn nêu trade thì bạn sẽ đóng ngoặc ở đây, chấm phẩy ở đây, đúng không? Rồi. Bây giờ thầy không có đóng ngoặc ở đó, chấm phẩy ở đó nữa, mà thầy làm bình thường nó là vậy. Đó, nó vậy đó. Bây giờ bên trong nè, thầy sẽ khai báo enter cái này xuống đi, thì mình ghi một dòng hay là mình enter xuống cũng giống nhau. Rồi. Bên trong này thầy gõ là new run apple, tab cái control space cho nó tự sinh ra cho mình cái run. Thì cái này nó sẽ là run apple, xong nó khởi tạo chỗ này, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, và nó override cái phương thức run cho mình luôn. Chỗ này mình xóa lên cho nó dễ nhìn. Đó là cái cấu trúc. Coi chừng quên cái dấu chấm phẩy. Quên dấu chấm phẩy là nó bị lỗi á. Rồi trong cái phương thức mà run này nè, mình sẽ viết cái gì? Tạo một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 in num bằng mat chấm random. Random một số từ 1 đến 10. Mình chọn kiểu plot đi, kiểu này. Một số từ 1 đến 10. Ở đây mình sẽ cho 10. Nếu như mà random 10 thì nó sẽ ra gì ta? Ở random mà, sao nó là rao? Random thì nó sẽ cho ra gì ta? Bây giờ làm sao để mình lấy từ 0 đến 10 nè? Nếu mà mình random thì nó ra gì? Random nó ra gì? Random nó ra double. Mình nhân cho 10. Được không ta? Nhân cho 10 rồi làm gì nữa? Nhân cho 10 cộng cho 1 sao? Nhân cho 10 cộng cho 1 rồi làm gì nữa? Làm tròn. Rồi, thử coi. Nhân cho 10 rồi làm tròn. Như vậy mình có được một con số. Và sau đó mình sẽ lấy cái LBL num số thứ nhất chấm set test num cộng. Rồi. Và ở đây chúng ta sẽ có là khi mà PTN bắt đầu thì T1 được khởi tạo và chạy luôn. Chúng ta có thể bấm start ngay đây. Chạy. Khi mà start thì nó sẽ yêu cầu mình làm gì? Bị thiếu gì? Thiếu gì mà nó không cho chạy? Chấm start. Void không thể connect to red, không thể convert void new red nặc danh. Ủa sao không thể? T1.stack được mà. T1
New red T 1 chấm hả? Rồi trên bắt đầu bị thiếu gì? T một chấm stack T1 set number, số thứ nhất set 555, chỗ này mark run hình như là nó bằng không. Nhưng mà lúc mà nó chạy rồi đó, nó chạy rồi nhưng mà nó lại chỉ có ra không không á, hình như nó ra số không không á. Đó. Chỗ này chỉ nó rồi. Rồi bây giờ debug vô nha. Đây bắt đầu debug nè. Đặt cái breakpoint ở đây. Debug vào. Bấm bắt đầu, net num của mình bằng không, hình như là nó bằng không suốt luôn á, cho nên là cái random của mình chưa ổn á. Bây giờ đơn giản nhất làm gì ta? Chỗ này đẩy luôn cái random này ra đi, đừng có in gì hết. Rồi thử coi đó, random nhân 10 nó ra gì mình ghi cái đó, thử coi nó có nhảy đâu không đã, để coi cái hàm này nó nhảy không đã, nó không nhảy tính. Đây ok, vấn đề của chúng ta là gì? Khi cái bạn random nó chỉ ra một con số thôi và nó không nhảy, vậy làm sao để cho nó nhảy? Nó có một cái vấn đề của cái phần thằng random á. Không, nó thêm một cái phương thức của random nữa mà các bạn chú ý cái chỗ random này, match random hay bị lắm. Match random server. Bình thường chúng ta tạo thì nó chỉ ra một con số. Đây. Nó ra chết luôn. Và chúng ta sẽ random min cộng max, cái này là người ta muốn từ mấy đến mấy rồi, còn mình nhân 10 rồi. Max random nhân range nhân khoảng. Mình có vòng lại rồi sao nó không không vòng ta? Ừ, mà sao của thầy nó không chạy? À, dấu ngoặc nào? Ừ, ngoặc vô đây.
Đúng rồi. Tại nó ép nguyên cái cục này, chứ nó ép cái mỗi cái thằng này là nó về không rồi, đúng rồi. 5. Vô đây tạo mới set. Trong này cần quay chứ gì? Có quay không? Có đúng không? Quay true chứ. Chứ không quay true nó đâu có lặp lại. Nó không lặp lại lấy gì nó làm. Rồi, quay true. Ok, chậm quá. Mình cho nó slip chậm thôi. Nhanh tí. Ok, thấy ổn rồi đó. Ổn ha. Số 1, số 2, số 3 cho lớn một tí, nhỏ quá. Chơi mà phải chơi lớn lớn tí. Rồi, ok. Số 1. Bây giờ tiếp tục cái một chạy rồi. Mình sẽ tạo cho số số 2, copy bạn này ra. Thì chỗ này mình sẽ để là T2. T2 và trong này số số 2. Số 2 lấy giá trị chạy. Bắt đầu hả? Hai số chạy. Được không? Tiếp tục số 3. Copy ra. Số 3, chỗ này số 3. Label 3. Số 3. Đơn giản quá. Bắt đầu 3 số chạy. Được không? Rồi làm thêm cái stop nữa. Nút stop. T1 chấm stop. Tương tự như vậy, copy ra. Bỏ T2, T3 và cũng làm biến nữa. Rồi. Lên. Chạy. Stop. Được không? 7, 8, 9. Chưa ăn. Chạy tiếp. Không được luôn. 9, 9. Ừ. Vậy khuyến khích. Được không? Đó. Kiểu vậy đó. Cứ mỗi lần mình bấm là nó cho mình dãy khuyến khích hay là dãy gì đó, chắc là khuyến khích đó là lần duy nhất trong. Ừ, thêm 44 nữa vậy cũng dễ trúng quá ta, vậy cũng dễ trúng mà. Rồi, ok, xong trò chơi rồi. Bây giờ mình sẽ làm khác tí xíu. Yêu cầu của hôm trước là gì? Ví dụ bấm bắt đầu là số thứ nhất chạy dừng 2 giây. Số thứ hai chạy dừng 2 giây. Số thứ ba mới chạy. Làm từ từ cho nó hồi hộp. Được không? Được không? Ví dụ như số thứ nhất chạy xong, chỗ này mình thêm vô đây. Red chấm slip 2000. Được không? Được. Nhưng nó biểu là try catch vô. Ừ thì try trái. Làm gì cắn. Rồi copy anh này. Bỏ xuống đây.
xuống. Try thì try, làm gì căng. Chạy lại. Bắt đầu. À, vấn đề là chỗ này. Vấn đề lại chỗ này, nhớ chú ý cái chỗ này nè. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6. Không như ý mình. Không như ý mình. Hả? À, nó dừng là nó dừng 6 giây. Chỗ này nó dừng. Chỗ này nó dừng xong rồi xuống này nó dừng tiếp. Rồi chỗ này phá sản, nghiên cứu lại. Phá sản, nghiên cứu lại. Rồi tiếp ha. Chúng ta làm sao để chúng ta giải quyết được vấn đề của mình là T1 chạy xong, rồi đến T2 chạy. T2 chạy xong, rồi đến T3 chạy. Vậy chúng ta sẽ đặt cái tình trạng ngủ này của từng tiến trình, tức là tiến trình này sẽ chạy sau tiến trình kia. Thì chạy như thế nào? Thì chúng ta có những cái phương thức để chúng ta xử lý cái đó. Và chúng ta đang dừng ở chỗ này là tạo ra một cái trò chơi là ba ba bạn này. Đó, ba bạn ha. Có, mình cho kích thước, kích thước maximum size 84 64 94 98 64, và mình canh cho các bạn này, canh giữa khoảng cách tương đối nhau. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp, mình lưu cái chỗ